Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Trong những năm qua, Hưng Yên đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong đó có vai trò quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ, các tấm gương chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng, các điển hình trong học tập lao động sản xuất gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây là các nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự. Huyện Văn Lâm, huyện Kim Động tuyên dương các gương điển hình học tập và làm theo Bác. Hưng Yên thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Khắc phục nắng nóng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tại Tiên Lữ. Huyện Phù Cử bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Chuyển biến an ninh trật tự sau một tháng ra quân trấn áp tội phạm ma túy tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Văn Lâm vừa sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thực hiện kết luận 01 và chỉ thị số 05, tại huyện Văn Lâm xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là phục vụ phát triển công nghiệp đô thị, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, thực hiện đề án 06. Điển hình như đồng chí Bí thư chi bộ thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh tích cực vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng cho cụm công nghiệp Minh Khai và xử lý trên 200 vi phạm kế hoạch số 93A. Đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đình Dù tích cực vận động hội viên đồng thuận nhường đất cho dự án đường vành đai 4 và phân loại xử lý rác thải tại nguồn. Sau 2 năm, có trên 3.000 lượt đảng viên tiêu biểu được vinh danh ghi sổ vàng của các chi bộ. Hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Kim Động đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện khắc phục mọi khó khăn để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điển hình như phong trào thi đua, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Chính quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc. Thông qua đợt thi đua đặc biệt đã nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác thi đua yêu nước, tiếp bước và phát huy tinh thần thi đua trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế. Thời gian tới, huyện Kim Động tiếp tục xây dựng các phong trào thi đua bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương với các mục tiêu kế hoạch cụ thể. Nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn. Thời gian qua, nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025. Phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, qua đó góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời điểm này, người dân và doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hành chính tại xã Tân Châu đều cảm nhận được bầu không khí gần gũi, sự nhiệt tình thân thiện của các công chức bộ phận một cửa và lãnh đạo xã. Đây chính là kết quả có được kể từ khi xã triển khai mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vốn là địa phương có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thấp của huyện Khoái Châu, nếu như 3 tháng đầu năm, xã Tân Châu chỉ phát sinh hơn 50 thủ tục hành chính trực tuyến, thì từ ngày 1 tháng 4 đến nay, xã đã tiếp nhận và xử lý hơn 300 thủ tục trực tuyến. Đến đây tôi thấy làm nhanh hơn trước rất nhiều vì là những phòng ban nó sẽ gộp lại một đấy, thì mình không phải đi nhiều phòng như ngày trước nữa. Thái độ của công chức thì rất là nhiệt tình,
niềm nở và giúp đỡ tôi rất nhiều. Thì hôm ra mắt của mô hình, anh em cán bộ công chức có một phong cách làm việc phải nói là rất là chuẩn mực kể về thời gian cũng như chuẩn mực về công việc, lúc nào cũng cố gắng hết mình khi phục vụ nhân dân đến không biết thì hướng dẫn và nghe nhân dân phản ánh. Văn Lâm là đơn vị 6 năm liên tiếp dẫn đầu khối các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về cải cách hành chính. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được các địa phương, đơn vị trong huyện tích cực triển khai như hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đưa thủ tục hành chính lên mạng xã hội Zalo, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hơn 200 thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của nhân dân. Năm 2022, điểm chỉ số cải cách hành chính của huyện Văn Lâm là 88 trên 100 điểm. Hai xã Tân Quang và xã Chỉ Đạo được xếp loại xuất sắc, có 6 xã thị trấn trong top 10 địa phương có tổng điểm cao nhất tỉnh. Chúng tôi đã chỉ đạo các xã thị trấn là tiến hành xây dựng quy trình nội bộ giảm từ 20 đến 30% thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính của cấp xã. Đồng thời, Ủy ban huyện cũng đã thực hiện việc xây dựng giảm 20-30% đối với một số quy trình của giải quyết thủ tục hành chính của cấp huyện. Từ đó, người dân được hưởng lợi trực tiếp. Từ Ban Thường vụ Huyện ủy đến Hội đồng dân, Ủy ban dân, đấy, xuống đến cơ sở là hệ thống chính trị là tập trung vào cuộc đấy, và thực hiện tốt, nghiêm, theo tôi là tư tưởng, đấy, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thì cái đấy vấn đề quan trọng nhất. Năm 2022, các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên đều tăng trưởng cả về thứ bậc và chất lượng. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng 25 bậc, vươn lên xếp thứ 14 của cả nước. Chính sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thời gian qua đã mang đến niềm tin và khí thế mới trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm đầu độc lập, phong trào diệt giặc đói, giặc rốt, giặc ngoại xâm do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, rầm rộ từ nông thôn đến thành thị. Nhiều nơi trong tỉnh, phong trào bình dân học vụ đã cơ bản xóa mù chữ cho nhân dân. Huyện Phù Cừ đã vinh dự được nhận thư khen ngợi của Bác. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được ngành giáo dục lan tỏa rộng rãi. Đạo cụ trong giờ học kể chuyện, những món đồ chơi, đồ dùng từ giấy vụn, màu gỗ thừa, vải vụn, những hình vẽ, cắt giấy trang trí lớp học, tất cả đều do đôi bàn tay khéo léo của cô Bích, trường mầm non Trần Cao làm ra. Việc làm đồ dùng học tập cho trẻ được cô Bích duy trì từ nhiều năm nay, ban đầu chỉ để tham gia phong trào thi đua do nhà trường phát động, dần dần đã trở thành niềm say mê mỗi khi rảnh rỗi. Khi trẻ ngủ hết rồi thì tôi dành một góc lớp để vừa quan sát được trẻ, vừa làm được thêm một chút đồ dùng đồ chơi. Ngoài ra tôi còn thực hiện làm đồ dùng đồ chơi này trong thời gian ở nhà. Khi mà mình làm ấy, cũng như mình tập thể dục ấy, nó cũng thành thói quen. Biến phong trào thi đua thành công việc yêu thích cũng là cách trường tiểu học Trần Cao lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước. Thay vì phát động những phong trào thi đua lớn, thời gian thực hiện lâu dài, mỗi tháng trường phát động một phong trào thi đua. Nội dung thi đua có thể là hướng tới ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của địa phương, có thể là chủ đề sinh hoạt ngoại khóa của tháng hoặc một nội dung giáo dục trên lớp. Nhờ đó mà từ năm học 2015-2016 đến nay, nhà trường liên tiếp nhận cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Nhà trường cũng đã triển khai những cái hoạt động cách cụ thể nhất và có những cái hoạt động sát thực và thiết thực đối với lại học sinh và giáo viên để các em và các đồng chí cán bộ giáo viên thấy rằng là cái hoạt động thi đua này là hoạt động thường ngày mà chúng ta cần phải cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ chứ không áp lực là vì thi đua mà chúng ta phải làm. Sẽ có cái phần mà đánh giá làm sao mà nó sát thực nhất để động viên giáo viên đã cố gắng trong cái đợt thi đua đó. Thư khen thưởng của Bác Hồ là động lực to lớn thúc đẩy các phong trào thi đua của ngành giáo dục huyện Phù Cừ, từ đó lan tỏa rộng rãi cũng như thay đổi theo sự phát triển phù hợp với định hướng đổi mới căn bản và toàn diện, phát huy năng lực của người học. Các phong trào thi đua như là dạy tốt học tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Xây dựng trường học hạnh phúc, phong trào thi đua nghìn việc tốt, thế và qua đó thì chất lượng giáo dục được nâng lên. Hiệu quả từ các phong trào thi đua
Không chỉ Đức Viện Phổ Cử đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt xóa mù chữ mức độ 2 mà còn góp phần phát huy truyền thống hiếu học từ nhiều đời nay. Với mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 giải ngân tối thiểu 40% vốn đầu tư công năm 2023, thị xã Mỹ Hào yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng công trình, dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc. Trong đó, trong tháng 6, yêu cầu giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp thuộc dự án đường từ Ngọc Lập đến DT387, phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đối với 49 hộ thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng, thực hiện chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thuộc dự án mở rộng đường trục trung tâm đô thị giai đoạn 1. Khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án tái định cư đường Hà Nội Hương Yên kéo dài, hoàn thiện hệ số K đất nông nghiệp nằm trên địa bàn phường Minh Đức thuộc dự án đường Phong Cốc, Minh Đức, Mão Trinh, Dương Quang, chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho người dân xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2023, tập trung các nguồn lực để thi công dự án, đảm bảo đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 có khối lượng công việc để giải ngân vốn đầu tư công. Nhằm khắc phục khó khăn do thời tiết đang nóng, huyện Tiên Lữ đã có nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình, góp phần thúc đẩy quá trình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Dự án nhà văn hóa trung tâm xã Trung Dũng có tổng mức đầu tư là 5,5 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Mặc dù nền nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức cao kể từ tháng 5 đến nay, nhưng các đơn vị thi công vẫn đảm bảo tiến độ công trình khi vận dụng linh hoạt thời gian làm việc. Công ty cũng hỗ trợ cũng như là động viên anh em tạo điều kiện cũng có trang hộ miếng áo, có cách nhiệt và thì là chúng tôi cũng có những biện pháp thi công làm sao nó hợp lý và linh hoạt. Buổi sáng thì làm sớm lên và nghỉ sớm, buổi chiều nắng thì ta lại làm muộn nghỉ muộn để làm sao cũng huy động số lượng nhân lực tối đa ở trên công trường để đảm bảo cái tiến độ cũng như là cũng vẫn đảm bảo sức khỏe của người lao động. Tổ em bây giờ nó có 15 người nhưng mà có khoảng 10 người có áo, giảm nhiệt 3-4% cũng giảm được nhiệt, chịu được cái độ nóng của thời tiết nắng mùa hè này. Với dự án xây dựng đường nối quốc lộ 38B với đường tỉnh 378, nhà thầu đã xác định có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, không chờ đợi phải giải phóng mặt bằng từ đầu tuyến để hưởng quãng đường gần hơn. Đơn vị đã tích cực triển khai xây dựng nhanh nhất để có khối lượng thanh quyết toán và giải ngân nguồn vốn. Phần mặt bằng chủ đầu tư giao và mặt bằng đất công ở trên tuyến này, nhà thầu đã tập trung máy móc thiết bị để triển khai được khoảng 1,3 cây trên tổng số là 6,5 cây của toàn tuyến. Dự án này có chiều dài là trên 6 km với tổng kinh phí trên 180 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nhà thầu đã triển khai xây dựng toàn bộ diện tích đã được bàn giao, gồm 1 km đường và phần cầu bắc qua sông tại xã Đức Thắng. Ban quản lý cũng đã chỉ đạo đơn vị thi công tích cực trong cái việc tổ chức triển khai thi công, có cái biện pháp khắc phục cái hiệu quả bằng mọi biện pháp để đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Huyện Tiên Lữ hiện có hàng chục công trình dự án đang cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, công trình có nguồn vốn lớn nhất chính là dự án đường nối quốc lộ 38B với đường tỉnh 378. Bên cạnh việc đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thì công tác giải phóng mặt bằng cũng được huyện tích cực chỉ đạo các địa phương và phòng ban trực thuộc nhằm đảm bảo tiến độ dự án và giải ngân nguồn vốn đúng hạn. Sáng nay, huyện Phù Cử tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 100 công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân. Các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị thông qua 5 chuyên đề chính, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, giúp học viên có lập trường chính trị vững vàng, tích cực phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động, đến nay việc phân loại xử lý rác thải sinh hoạt trong khu dân cư đã được 100% gia đình hội viên phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên triển khai thực hiện. Việc này đã góp phần làm giảm lượng rác thải và hạn chế ô nhiễm môi trường.
Nếu như trước đây, một số tuyến đường của phường thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi có mưa lớn do rác thải làm ách tắc dòng chảy, thậm chí gây nhách nhác ô nhiễm môi trường, thì nay tình trạng đó không còn. Các tuyến phố, điểm công cộng luôn phong quang sạch đẹp. Có được kết quả trên là do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung đã thực hiện tốt việc phân loại xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình. Triển khai là mời các chị tổ trưởng, tổ phó, tổ phụ nữ đến họp về tuyên truyền vận động cho chị em hội viên phụ nữ là phân loại rác thải từ mỗi hộ gia đình. Mỗi tổ trưởng, tổ phó phải có trách nhiệm tuyên truyền vận động đến 5 hội viên. Thế từ 5 hội viên đấy lại có trách nhiệm tuyên truyền từ 1 đến 2 hội viên tiếp. Để cái phong trào này nó được lan rộng nhiều hơn, tôi cũng tuyên truyền trên loa đài cho hội viên là mỗi hội viên ủng hộ chi hội các cái loại rác thải phế liệu, vừa là bảo vệ được môi trường, vừa lại có cái tiền để hỗ trợ cho các cái gia đình hội viên có những cái hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 2 năm triển khai, 100% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện phân loại xử lý rác thải. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung đang tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình để 100% hộ gia đình trên địa bàn phường hưởng ứng và thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 1 tháng thực hiện kế hoạch tập trung phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh chấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy liên quan đến việc triển khai xây dựng các dự án khu đô thị trên địa bàn 2 huyện Văn Giang và Văn Lâm của Công an tỉnh Hưng Yên, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay, tình hình tệ nạn xã hội, tệ nạn về ma túy trên địa bàn 2 huyện đã cơ bản ổn định, đời sống sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường, ghi nhận tại thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, địa phương đã từng là điểm nóng về tệ nạn ma túy. Địa điểm này trước kia từng là tụ điểm tiêm trích ma túy công khai. Địa hình hoang vắng, heo hút, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng nghiện tập trung về đây. Ông Thục làm quản trang cho biết, giờ đây tình hình đã chuyển biến rất nhiều. Bây giờ thì tôi cảm thấy là yên tâm khi tôi xuống dưới này, trông nom mổ mả rồi quét dọn. Thì tôi thấy là hết kim tiêm, hết những tiêm trích ở trong nghĩa địa rồi. Cửa tầng 2 nhà anh Thiêm trước kia thường phải khóa chặt, vì lo sợ con nhỏ chứng kiến cảnh tiêm trích khi nhìn thẳng ra địa điểm thường xuyên có đối tượng hút trích ma túy, nhất là vào ban đêm. Mở cửa ra cũng không thấy cái gì nữa. Bà con chúng tôi là cảm thấy quá bình yên. Thôn 14 nằm trong khu dự án đô thị trên địa bàn xã Nghĩa Trụ, lượng dân số cơ học tăng đột biến. Để đảm bảo an ninh trật tự cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, địa phương đã thành lập tổ tự quản thường xuyên gồm 7 người, tích cực ra soát, kiểm tra và phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Ý thức của người lao động, người thuê trọ tại đây cũng được nâng lên trong công tác khai báo tạm trú, tạm vắng tại địa phương. Kết hợp với công an viên là cũng đến từng các hộ gia đình làm cái bản cam kết về an ninh trật tự, tuyên truyền nhắc nhở bà con là không chứa chấp những đối tượng là nghiện hút và mua bán ở trong nhà trọ có dấu hiệu làm cũng báo công an để xử lý. Chúng tôi trưa cũng đi mà kể cả chiều, tối đêm tham gia rất tích cực cùng với công an tỉnh, huyện, xã để dẹp tệ nạn xã hội, an ninh trật tự của thôn xóm. Tất cả công nhân thuê trọ ở đây của tôi, chúng tôi sẽ nhắc nhở anh em là những về cái tạm trú tạm vắng, khai báo với lại chính quyền địa phương. Như đến thời điểm bây giờ là an ninh trật tự ở đây là tốt. Ngoài xử lý các đối tượng sử dụng trái phép buôn bán chất ma túy, lực lượng chức năng còn tổ chức ký cam kết đối với 100% người quản lý lao động, người sử dụng lao động hộ kinh doanh lưu trú về việc sử dụng lao động đảm bảo sức khỏe đúng quy định của luật lao động, không bao che tiếp tay cho đối tượng lợi dụng để hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường quản lý cư trú tại các nhà trọ, nhà nghỉ, lán trại công trường, xử lý nghiêm những trường hợp không đăng ký tạm trú. Trực tiếp với nhân dân nắm tình hình cùng với thôn, thường xuyên tuyên truyền tất cả những các hộ nhà trọ, cho thuê trọ, các hộ kinh doanh dịch vụ, đảm bảo về cái việc cần chấp hành cái quy định pháp luật về thứ nhất về cư trú, thứ hai là về cái phát hiện và nhận diện được cái tội phạm về ma túy. Thứ ba nữa là tuyên truyền về cái công tác phòng chống cháy nổ. Thứ tư về cái môi trường. Thời gian tới địa phương còn phải quyết liệt hơn nữa để làm sao giữ vững được thành quả mình đã đạt được trong cái thời gian vừa qua. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại 2 huyện nói chung và xã Nghĩa Trụ nói riêng đã có sự chuyển biến rõ rệt, đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc.
lực lượng chức năng thu giữ 22 chiếc điện thoại di động, gần 2 tỷ đồng và tiền trong tài khoản ngân hàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 4.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề của các đối tượng. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, Đào Văn Thủy cấu kết với Nguyễn Văn Sơn, đều trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề. Hàng ngày, Thủy và Sơn sẽ di chuyển hai hướng khác nhau bằng xe ô tô qua các địa phương để tổ chức đánh bạc với các thư ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đối với cá độ bóng đá, Thủy sử dụng mạng xã hội để giao dịch và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ, đối tượng cho các con bạc tham gia cá độ các giải bóng đá lớn thông qua trang web bóng88.com. Cơ quan điều tra đã xác định đường dây đánh bạc này giao dịch với lượng tiền trung bình hơn 3 tỷ đồng một ngày. Tổng số tiền giao dịch từ tháng 4 năm 2021 đến nay lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.